Dạ vâng, xin chào các bác. Sau đây em tiến hành bóc một cái kiện hàng. Con này thì em thấy nó ghi đây là một con loa center của dòng Yamaha. Bây giờ em sẽ bóc ra để các bác xem nhá. Đây là một con center của dàn to đấy các bác nhá, của dàn đại. Hay là gọi là một con loa giữa đi, các bác nhá, gọi là con loa giữa. Bọc rất là chắc chắn coi nha. Các bác có thể nhìn qua nhá. Mình bọc cẩn thận nhé. Đây. Bây giờ em sẽ nhấc lên để các bác cùng xem này. Những cái con này nó là hàng đấu mạng, cho nên là đóng rất là cẩn thận các bác nhá, rất là cẩn thận. Như con lo cây luôn các bạn, là giữa mà nhìn như con lo cây luôn, to ra mà. Kinh hồn các bạn. Đây. Đây là một con center của Yamaha các bác nhá. Em sẽ mở cái này ra này. Ý giời. Quá vĩ đại luôn. Căng còn rất đẹp, chân căng đầy đủ. Lưới căng ngon này, không bị rách các bác nhá. Đây. Một con center đây là vĩ đại luôn. To như con nò cây các bạn, ngang cơ một con nò cây. Con này thì kích thước em xem nào, đây để em đo luôn. Con này còn chung đây, đây là chung đấy các bác nhá. Nhiều bác thì hay hiểu lầm là đây là tép, còn đây là chung nhá, đây là bát nhá. Đây không phải là bát đâu các bác nhá. Các bác có mở bát ở đây thì nó cũng không hay đâu. Nó chỉ có giải chung thôi. Bởi vì con này nó sẽ được tách giải rồi, nó chuyên giải chung mà. Con này của nó khoảng là chung này là chung khoảng 16. Nó khoảng 16 các bác nhá, chung 16. Đấy. Tép phải vĩ đại luôn, tép này. Tép này là tép 12 các bác, tép 12. Đấy, còn chiều cao của nó này. Con này là 16 các bác nhá, 16 này. Là chiều cao này. Chiều rộng của nó là 50. To kinh các bác. Đấy, còn đây là gì ạ? 18. Sâu là 18. Một con center của Yamaha. Vĩ đại luôn các bác nhá. Siêu vĩ đại. Ở đây để ngược. Nó nặng kinh các bạn, nặng dã man luôn. Con này công suất của nó là maximum các bạn nhá, tức là công suất tối đa mà có thể chịu đựng được lên tới là 300W. Có thấy kinh khủng chưa? Tức là công suất tối đa nhá mà có thể chịu đựng được lên tới là 300W. Còn công suất nhỏ nhất là 100W, trở kháng là 6 ohm. Đấy, tức là nó giới hạn công suất cái âm ly của các bác phải từ 100 cho tới là 300 thì mới chơi được cái con này các bác nhá. Dã man chưa? Nói em vào đây mấy năm rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên em được bê một con center mà nó vĩ đại như này. To kinh hồn luôn. Con này chắc nó ở các cái dàn đại các bạn. Cái loại bát mà phải tầm 30 hoặc là 27. Đấy, nó là con center để cho những cái dàn mà bát là tầm 30 27 gì đấy. Đấy. Nói chung là nó là thuộc cái dòng mà gọi là, nếu mà như em nghĩ thì chắc nó phải thuộc dòng 5.1 mà khủng nhất của 5.1 luôn. Nó phải to là dã man tài bạo luôn. Đấy. Con này thì hình thức thì còn đẹp lắm các bác nhá. Hàng đồ mạng nên là nó không có gì phải chê trách cả. Hàng đẹp lắm, đẹp như trong tranh luôn đấy. À, đẹp đúng như trong tranh luôn các bác nhá. Thì bác nào mà chốt thì alo để em test bàn giao các bác nhá. Đấy, đây em lấy một cái center.
cho các bác xem nhé. Đây các bác nhá. Đây, đây là một con center các bác nhìn này. Center này cũng là thuộc dạng hàng khủng các bác nhá. Cũng là thuộc hàng khủng, hàng to đấy. Thế mà đây, so với cái con này đúng là gọi là bé ti ti các bác này. Các bác nhìn này. Tèo tèo luôn. Đấy, dựng này lên không bằng cái chiều cao này của nó luôn. Đấy. Bé ti ti luôn. Đây các bác nhìn này. Cái con chung này còn không bằng cái con tép này luôn. Chung không bằng tép luôn. Đấy. Là các bác thấy cái độ vĩ đại của con loa này nó như thế nào? Đó, thì bác làm một chốt con center này thì alo em nhá. Vâng, đây là một con center cho cái dàn khủng, công suất nó lên tới là 300W maximum. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.